Bây giờ gọi Thanh Duy như thế nào cho đúng? Một performer hay là một entertainer Wow. hay là một singer? Em thích cái từ anh dùng cho performer hay hơn, hoặc là entertainer cũng là một cái từ mà em rất là thích. Bởi vì em không có định vị mình là một thứ, mà em nghĩ mình có khả năng làm nhiều thứ và thứ nào em cũng muốn làm, và em lại một cái người rất là thích trải nghiệm. Cho nên cái gì em cũng muốn thử, và trên cái hành trình mà em thử đó em sẽ tìm hiểu xem là mình thực sự giỏi cái gì, thích cái gì và muốn làm cái gì nhất. Từ cuộc thi Việt Nam Idol ra, em đã có một cái cú nhảy vượt bậc trong nghề của mình. Em có đánh giá em là một con người nhiều năng lượng không? Và hồi nhỏ em có như vậy không? Em có nhiều năng lượng đến như vậy không? Hay khi vào giải trí em đến như vậy? Dạ có, từ nhỏ em cũng năng lượng lắm anh. Em lúc nào cũng nghĩ mình thiếu hết á. Khi mà mình nghĩ mình thiếu, cái tự nhiên cái mình, những cái hành động của mình, những cái mình làm á, nó đều phải hơn 100% công lực. Em thấy hơn 100 thành 120 kiểu như vậy. Nó thuộc về cái bản tính và bản chất của con người rồi. Và khi mà em hiểu được điều đó, em thấy là cái thế giới con người nó rất là đa dạng, và mỗi người lại là một cái kiểu khác nhau. Thì em có cái sự thấu hiểu. Và khi mà thấu hiểu thì em cũng sẽ hiểu cho những cái sự khác biệt của những người khác. Em hy vọng là khi mà mình hiểu được cái điều đó rồi thì mình cũng sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn với những cái mà người ta nghĩ về mình, hoặc là mình cũng sẽ cảm thấy dễ chịu hơn khi mà người ta có những cái nhìn khác về mình. thật Mình ra hiểu là cái thật đó. ra em ngộ ra sớm á, tại vì em hiểu được về chính cái con người của bên em, và em hiểu được là mình phải làm gì để mình thích nghi với cái con người bên trong đó. Và cái thứ hai nữa là em ngộ ra ở chỗ là em ngộ được cái việc người ta có hiểu được mình hay người ta không hiểu được mình. Anh thấy là ở những cái mảng nào em cũng giỏi nhưng không xuất sắc. Em có chạnh lòng hoặc là có buồn với cái suy nghĩ này của anh không? Khoảng 10 năm trước á, là Em đi coi bói. em đi coi tử vi, Trời ơi, đoán anh trúng hay ghê luôn. á. Thì nói em là em giống như cái nụ hoa vậy. Nụ hoa. Cho dù tới, dù có lớn lên hay là thêm nhiều tuổi trong nghề, có thêm nhiều, thì lúc nào em cũng giống như một cái nụ, nó chực hé nở ra và nó sẽ gì, anh làm gì? Nó chỉ Anh chờ hơi chực. mắc cười. Sao vậy? Tại vì em cứ suy nghĩ em là cái nụ mà hé, thật ra bây giờ em nở tét lét rồi. Em hiểu không? Em nở bung bét Trời ơi, rồi. anh dùng từ Nhưng mà ghê vậy, anh dùng từ về con người và cuộc đời của em ghê quá, bung bét á. thì em nói em dùng nụ hoa, em dùng cái khác thì em nói nó khác rồi. Nhưng Nó mà thầy bói nói em có nói rồi đâu. rồi sao rồi thầy bói nói là nó vẫn đang làm được cái nụ hoa e ấp rồi sao được? Nói chung là nếu mà mình nghĩ nó tiêu cực á, thì nó sẽ tiêu cực. Bây giờ em vẫn cảm giác mình còn rất là trẻ. Em chắc chùm Và nho cứ xanh. từ mỗi giai đoạn á, em lại có một cái khác để em chinh phục nó, và lại bắt đầu bước chân một cái lĩnh vực khác để mà hoàn toàn mới với mình, và mình bắt đầu làm cái việc đó thì giống như là một cái người mới, thì giống như vẫn là một cái nụ vậy anh. Em cảm giác là mình là như vậy. Thậm chí trong cái cuộc sống bình thường của em cũng vậy. Em được tới những cái nơi mà đó là những cái lần đầu, và chắc là tử vi đúng. Vậy thì anh đoán được rồi. Đấy Em anh. là một người thích khám phá, Dạ thích đúng rồi. làm những cái điều mới, những cái điều mình chưa làm. Dạ đúng rồi. Nhưng em cũng sẽ là người cả thèm chóng chán. Dạ Có đúng nghĩa, rồi. đúng không? Dạ đúng, dạ đúng. Em rất là Dạ dễ đúng. háo hức với cái gì đó mình mới tiếp xúc lần đầu. Dạ đúng. Nhưng để em giữ sự trung thành hoặc là một cái sự đam mê đối với nó thì anh nghĩ là sẽ không lâu. Cũng khác lắm anh. Ví dụ như là nếu mà em cả thèm chóng chán thì em đã không theo công việc này trong hơn 10 năm nay. Bởi vì em vẫn theo nó và em vẫn giữ một cái sự say mê nhất định với nó. Nhưng mà cứ mỗi giai đoạn của cái giai đoạn làm việc của em, thì em lại tìm ra một cái thứ mới để nó được làm mới bản thân, để được bản thân mình nó được refresh lại, và mình không bị đi theo cái lối mòn.